Berserker, I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. Có một cái trò khá là vui anh em, và nó như một thử thách với mình, anh em biết rồi. Đó là yep. Hôm nay mình sẽ đánh Yasuo bằng một tay. Ở đây mình dùng chuột Logitech nên mình sẽ cài cái phím Q là phím up, phím MB4 là phím down và MB3 là cái chuột giữa. Nhưng anh em là dùng chuột Logitech thì anh em biết rồi, nó sẽ có thêm cho mình hai nút. Mỗi tội là không mình dùng W tốc biến thiêu đốt, nhưng mà không sao cả. Sẽ đi với Lucian này. Tất nhiên là đây là đang đánh thường nhé. Chả bao giờ thằng nào mẹ đánh một tay đòi đánh danh đâu. Nhưng mà không sao, chỉ sẽ cố. Oh, ta mít lính. And oh my god, đã có cả Yasuo này. Wait. Ok. Ô, làm gì ấy Lucian? Ơ, cái gì ấy? Quỷ quá. Bị Yasuo tranh farm bây giờ là tự ái luôn rồi à boy. Yasuo nó ra farm mid chắc là Lucian chán rồi, kiểu là chôn game á. Ngon. Mày đấy. Con lợn Yasuo này. Mày đứng lại. Ôi, nói chung là chơi một tay nó farm bất ổn anh em. Mình để chơi xem đây có gì đó. Chắc mình sẽ mua đôi giày. Dùng cái thiêu đốt tí nữa cũng khó rồi anh em ạ. Mẹ dùng thiêu đốt. Má tôi thề dùng tốc biến thiêu đốt là không có di chuyển được đâu á mấy ông. Mình phải ấn chuột xong mình. Còn lợn. Hey, đi xin ra rồi, chơi nó. Chết kìa. Từ từ nào. Lên này, Lee, lên này. Chơi nó, Lee. Rồi thiêu đốt, tao còn kích thiêu đốt, chết mẹ rồi. Kích. À, ok. Con lý mẹ tao, lại còn rắc nữa thôi. Người ta chết rồi. À mày. Ôi, đáng ra lướt thơm tí nữa ra là thơm rồi, qua bãi chim. Ông dạ. Có thể mấy ông dùng thiêu đốt tốc biến khó mấy nổi đấy. Nó trơn lắm mấy ông. Mẹ. Ở đây từ để tôi táp lên xem nó kỳ đây bao nhiêu xanh vãi nổi ra. Bao nhiêu? 92, trời đậu. 92. Ok, để mình cho anh em xem cái phím cài đặt trong đây nha. Phím cài đặt là MB5, MB4, MB3. Nếu chuột anh em nào có thêm mấy nút phụ á thì càng tốt, có thêm được cái kỹ năng W hay thiêu đốt thôi. Đó, nhưng mà chuột của mình là chỉ có mỗi hai nút thêm. Oh shit. Mày làm sao? Ôi, mấy ông thấy tôi ulti nó còn kéo phóng to màn hình. Nó bật ulti rồi. W để chặn con bạch tuộc. Ok. Mày này, thôi xong. Mày ai? Con này tôi định dùng thiêu đốt nếu không? Tôi định dùng thiêu đốt nhưng mà tay tôi kéo không kịp lắm. Kiểu mình đang giao tranh, đang tập trung ấy. Chứ không phát đấy thiêu đốt là thơm rồi. Mà thôi kệ, ra vẫn ổn. Tôi nói thật, nhiều ông nào mà chơi kiểu nhanh tay mà cài cái phím chuột giữa thành cái nút flash á, kiểu EQ flash chắc là mượt.
mình có thể cài phím mà. Mình thấy có nhiều loại chuột, có đến 4 phím á. Dùng mấy chuột đấy chắc chơi nó cảm giác bốt ơi, sao mình nát vậy. Wow. Sao như mày còn phiêu nữa vậy. Hơi khó game này nhưng mà không sao. Mày quy flash được xem. Kéo được rồi thôi. Thôi bỏ, ao, đuổi tao này. Yeah boy. Yeah, ô nó tốc biến mẹ. Trời đạo phộng, nó tốc biến như thế, lúc ulti tôi thiêu đốt nó. Tôi tưởng nó không tốc biến cơ, thế là phát đấy hạ xuống đánh thường nó chết rồi, ai ngờ nó tốc biến. Thôi không sao, ta lấy được hai mạng rồi, thơm rồi. Ôi, team mình nát quá anh em, mẹ đây như kiểu 1 với 9 á. Mẹ, team 11 mạng mình ăn 8 mạng. Đẹp. Game này đúng thật là 1 với 9 rồi. Z thoát trận, team 3 ông phiêu. Trời ơi, nó cắt team nó bắn kìa. Không sao. Ok. Mày chạy ô nó tốc biến á. Tốc biến đánh thường cái nhẹ. Bây giờ là chỉ gọi là chúng ta biết rồi. Việc chơi một tay bây giờ thực sự nó rất là đơn giản. Khi mà chúng ta đã ép xong cây vô cực. Lấy trụ này Ly. Đó, mày không thấy không? Đấy, cách binh. Rồi, chơi nó này, chơi thằng Ly lao trước. Rồi. Ơ, cái gì vậy? Tôi vừa đánh trụ anh em. 3, 2, bam, bro. Ơ, thằng nào ngu te le lên đây vậy? Trời. Ào. Lucian chơi Lucian nó đây. Mày con lợn. Tốc biến. Ui mày thế, mẹ mày tí chết. Cái ông Ly ông thở hơi thật để mình tốc ra chỗ ông hay là ông hộ thể trước đi cho mình. Mà người ta mất tốc biến oan. Tôi cứ tưởng ông Ly ông đánh tù nhưng thực ra ông đúng thật ông đánh tù vãi lờ. Chỉ nghĩ là chúng ta lên cây BF á, lên huyết kiếm luôn á anh em ạ. Chứ mẹ lên húa gỗ các thứ có ấy được đâu. Nó không có hút máu với cả sát thương nó bình thường. Yeah. Chỉ nghĩ là ông. Qua nè. Team. Chơi nó ở. Nó rắc kìa. Ly ơi, Ly đánh nó này, Ly chơi nó. Ồ, có cả Lucian nữa kìa. Ôi, thôi, nhầm địa chỉ. Ly đừng. Oh my. Chiến tích ulti Yasuo vãi mỗi lần ulti nó phóng to màn hình. Chơi né như tu vậy men. Ok. Nhưng mà có vẻ farm không ổn cho lắm. Bởi vì phút thứ 19 farm 130. Nhưng mà trước mắt là chúng ta có một cái KDA khá là thơm. Nên chỉ nghĩ cái việc farm nó cũng không cần. Để xem nào. Mua được cái huyết kiếm rồi. Và đồ tiếp theo chắc chắn là lên búa băng rồi. Chúng ta cần phải có lượng máu. Nào, chạy đi Temo, đừng để nó dùng ulti. Ui, hai bọn kia nó đuổi luôn kìa. Ui, dã man. Mẹ mày không cho thằng Temo chơi kìa. Cắt tin mày làm gì vậy? Con lợn chọc quy cái nhẹ này. À, ok, nice. Y lao vậy.
Ok, Karim boy. Cắt sạch rồi kìa. Chơi con Mario thôi nhỉ. Yeah, chỉ nghĩ là trận này thắng rồi. Nào chơi nó này, chơi nó này. Chơi đi, demo. Tao sách mà men. Ui, ui, ui mẹ bắn đau á. Bó, ông Temo ông làm gì ấy. Ok. Ok. Karim boy, Karim. Nếu mà hai anh này mình ăn chắc được Penta đấy anh em. Nhưng mà thôi kệ. Quan trọng là chúng ta phải thắng để chúng ta thể hoàn thành được cái gọi là yes. Gọi là thử thách chơi một tay bằng Yasuo Man bro. Chơi có 4k tiền này. Chúng ta lên được cái gì bây giờ? Gố băng. Và để xem nào. Khăn giải thuật, chính khăn giải thuật là hợp lý nhất. Bởi vì team có thằng Zac mới ở cắt team. Kích một cái thôi. Thế vừa thấy hai thằng Zac với thằng Ela ở góc này. Lucian với ở đây. Ok chặn đậu chặn nó. Mày what's up man. Bị tốc biến chạy thế nào được búa băng lấy đi pê. Ok Zac à. Chế nên dùng tốc biến luôn. Chém chay luôn anh em. Khi mà chúng ta quá mạnh rồi thì cái việc chúng ta chỉ việc đứng chém chay thôi nó cũng chết. Chúng ta không cần phải dùng kỹ năng gì quá nhiều. Và chính là trận đấu này chúng ta win rồi. Ok. Vậy là chế đã xong cái thử thách chơi Yasuo bằng một tay. Nếu anh chị nào có một cái kiểu là một thứ gì đó hay hơn thì có thể là nhớ là comment bên dưới nha. Okay, chắc là chế phải hẹn anh em vào clip lần sau thôi. Nếu anh em xem thấy hay nhớ like và đừng quên đăng ký kênh nha. Hẹn gặp anh em cho clip lần sau. Bye bye. Oh my god.